Xin chào các bạn đã quay trở lại với Relab. Và hiện tại thì trên bàn đây là một trong những cái sản phẩm mà mang lại sự hy vọng cho Sony. Và mình cũng rất là hy vọng rằng mình sẽ không để lại bất cứ một vết xước nào trên chiếc điện thoại này, tại vì nó có mức giá lên tới là 30 triệu đồng. Vậy thì trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng xem chiếc điện thoại này tại sao lại được định giá cao đến như vậy, và liệu rằng đây có phải là sản phẩm mà sẽ mang lại được cái huy hoàng cho Sony hay không. Và chúng ta sẽ không cần chần chừ nữa, bắt đầu video thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu mở hộp chiếc điện thoại này. Đó chính là Sony Xperia 1 Mark 2. Thì mình thấy rằng với 30 triệu đồng mà Sony chỉ cho chúng ta một cái chiếc hộp, mình trông thấy khá là rẻ tiền, chưa thật sự là làm cho mình cảm giác rằng đây là một chiếc điện thoại cao cấp cho lắm. Ngay từ ban đầu thì chúng ta đã có chiếc điện thoại Sony Xperia 1 Mark 2 ở đây rồi. Bỏ qua một bên để xem những cái phụ kiện mà hãng trang bị cho chúng ta. Đây là cái jack chuyển đổi. Có thể đây là một cái phụ kiện mà ở bên Nhật Bản sẽ cần để mà chuyển hình ảnh và dữ liệu hay là âm thanh qua TV. Còn ở Việt Nam thì mình nghĩ rằng là đây là một cái phụ kiện chưa cần thiết cho lắm. Và chúng ta thì sẽ không có một cái dây sạc hay là củ sạc nào cả. Đây cũng có thể là một trong những cái quy định ở bên Nhật Bản. Liệu có phải hay không thì mình cũng không biết được. Và chúng ta sẽ có thêm một cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Và tất cả đều là bằng tiếng Nhật. Mình thì cũng không hiểu tiếng Nhật nên là mình cũng sẽ bỏ qua một bên. Cái chiếc điện thoại mà mình đang cầm thì là phiên bản màu trắng. Mình cảm giác rằng là phiên bản màu trắng này nhìn trông khá là sang trọng và vẫn giữ được một cái nét gì đấy rất là Sony. Màu sắc thì được làm hài hòa, cũng như là cái cách mà họ bo cái viền ở mặt sau cũng nhẹ nhàng, nhưng mà vẫn đủ để cho chúng ta cầm mà cảm giác chắc chắn và nam tính. Với cái tỷ lệ của chúng ta thì sẽ là tỷ lệ 21:9, rất là dài. Cùng với đó thì chúng ta sẽ có thêm một cái khung viền làm bằng kim loại rất là chắc chắn và bền bỉ. Và cái cảm giác cầm nắm của mình là khá thoải mái khi mà máy mang lại được một cái trọng lượng chỉ là 181g. Với một cái kích thước to như thế này nhưng trọng lượng của nó nhỏ là làm cho mình cảm thấy khá là thoải mái trong cái thời gian mà mình sử dụng. Vậy thì chúng ta sẽ cùng đi sâu hơn một chút về cái màn hình này, và là một trong những ưu điểm cực lớn trên chiếc điện thoại Sony Xperia 1 Mark 2. Và mình sẽ thử cho các bạn xem một chút về một đoạn YouTube ở trên này, thì các bạn có thể thấy rằng đây là một màn hình quá tuyệt vời. Sử dụng cái tấm nền màn hình là OLED, độ phân giải lên đến là Ultra HD 4K. Giúp cho các bạn có một cái cảm giác xem trên màn hình này là quá tuyệt vời về cả màu sắc, độ chi tiết. Không biết là các bạn xem qua video thì có thể cảm nhận được cái độ tuyệt vời của nó hay không, nhưng mà với bản thân mình thì đây là một cái màn hình xuất sắc nhất mà mình từng được cầm vào và từng được trải nghiệm. Không chỉ một cái màn hình tốt như vậy thì chúng ta sẽ còn có thêm những cái điểm gì. Sử dụng con chip Snapdragon là 865 và nó mang lại cái hy vọng là sử dụng một cách bền bỉ trên chiếc điện thoại của chúng ta. Và mình thì cũng chưa được trải nghiệm nhiều hay là cũng chưa được sử dụng chơi game gì cả, nhưng mà mình cũng tin chắc rằng với một cái con chip mạnh mẽ và mới đến như thế này thì Sony sẽ mang lại được một cái khả năng về cấu hình chơi game và các tác vụ thường ngày của các bạn sẽ khá là tuyệt vời đấy. Hiện tại thì ở trên máy vẫn còn rất nhiều những cái ứng dụng từ nhà mạng của bên Nhật và mình cũng chưa xóa bất cứ thứ gì cả. Đó, rất nhiều các ứng dụng của bên Nhật này. Và chúng ta còn có Photo Pro, một trong những ứng dụng cực kỳ đỉnh cao của Sony. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại về phần camera thì sao. Camera thì chúng ta sẽ có 4 camera, với một camera chính là 12 megapixel, 2 camera nữa là ultra wide và tele, cuối cùng là một cái camera về TOF. Và mình khá là thích cái cách mà họ để cái camera như thế này, trông nó cũng khá là tiện lợi, và cái đèn flash thì ở trên. Và mình thì chưa được trải nghiệm quá nhiều về cái chất lượng của camera này, nhưng mà theo những gì mình tham khảo được cũng như là theo những cái ảnh mà chụp trước ở trên YouTube thì cũng có thể thấy rằng đây là một cái camera mà khá là nhiều người mong chờ. Còn về camera mặt trước thì mình cũng không trông chờ quá nhiều, tại vì từ trước đến giờ Sony mình có cảm giác rằng là họ làm camera trước không tốt cho lắm. Màu da luôn luôn là bị bệt và thường là sử dụng chưa thật sự là đã. Nhưng mà điểm mà mình thấy rất là thích khi mà trải nghiệm trên chiếc điện thoại Xperia 1 Mark 2 đó chính là về việc âm thanh. Chúng ta sẽ có hai cái giải loa ở trên và ở dưới, giúp các bạn có thể là trải nghiệm về phim, xem phim hay là chúng ta nghe nhạc cũng thích hơn khi mà cả hai loa này sẽ đập vào tai của chúng ta này, nghe sẽ đồng đều hơn. Và khi mà chúng ta nghe nhạc thì chúng ta sẽ có thêm một cái điều nữa, đó chính là rung sinh động. Ở những điều kiện khi mà âm thanh lên đến mức cao này và rõ thì chiếc điện thoại của chúng ta nó sẽ rung lên. Đó, rung lên. Đúng như cái tay cầm của Sony ý, luôn luôn rung khi mà có âm thanh to hoặc là một cái gì đấy nó nổi bật. Nếu các bạn nào được cầm vào thì sẽ cảm nhận được ngay rằng là nó rung, rung rất là nhẹ thôi, nhưng mà vừa đủ để các bạn có thể mang lại được một cái trải nghiệm ấn tượng. Xung quanh của chiếc điện thoại này của chúng ta sẽ có những cái phím bấm, như là phím tăm giảm âm lượng này, phím để mà vừa làm nút nguồn vừa là nơi mà chúng ta nhận diện vân tay, và ở đây là nút chụp ảnh. Ở dưới thì sẽ là cái cổng sạc là USB Type-C và một cái mic thu âm và viền anten này. Nhưng mà mình thấy rằng là đặt như thế này thì đặt quá nhiều ở một bên.
Không biết là các bạn có thích hay không, còn bản thân mình thì mình cũng chưa thích cái cách đặt như thế này cho lắm. Tại vì bên này nó sẽ rất là nhiều này, còn bên này thì không có gì. Chúng ta sẽ cùng đến với những cái thông số tiếp theo như là thông số về pin. Pin của Xperia 1 Mark 2 thì sẽ có dung lượng là 4000 mAh và được sạc nhanh là 21W. Cái điểm này thì sạc có sạc nhanh còn hơn không, nhưng mà trên thực tế thì nếu như chúng ta có những cái sạc nhanh cao cấp hơn thì mình vẫn cảm thấy vừa ý hơn với một cái mức giá là 30 triệu mà Sony đã định giá cho chiếc điện thoại này. Tựu chung lại, khi mà mình cầm trên tay thì Sony Xperia 1 Mark 2 mang lại được rất nhiều điểm ấn tượng. Ví dụ như là cái trải nghiệm cầm nắm của mình thì thấy nhẹ này, máy dài nhưng mà cầm vẫn chắc chắn. Điểm thứ hai là thiết kế thì rất là cao cấp và vừa là nam tính nhưng mà vẫn thể hiện được một cái nét gì đấy tinh tế. Cái ưu điểm tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái màn hình cực đẹp với một màu sắc này, độ chi tiết này, rồi là cái giải tỷ lệ màn hình 21:9 giúp các bạn có một cái trải nghiệm rất là ấn tượng. Ưu điểm nữa trên chiếc điện thoại này đó chính là âm thanh cũng như là cái trải nghiệm về mặt nghe nhìn của các bạn, và cái trải nghiệm như mình đã nói là cái trải nghiệm rung của nó nữa, làm cho các bạn cảm thấy rằng đây là một chiếc điện thoại độc nhất vô nhị đấy. Chưa một chiếc điện thoại nào mà cái cảm nhận rung nó lại sướng đến như thế cả. Còn về cấu hình hay là về những cái trải nghiệm lâu dài, nếu có điều kiện thì bọn mình sẽ làm một cái bài đánh giá chi tiết. Còn hiện tại thì bọn mình sẽ mở hộp cho các bạn để các bạn có thể thấy rằng là Sony Xperia 1 Mark 2 đáng giá với 30 triệu như thế nào, và liệu đây có xứng đáng là một trong những niềm hy vọng của Sony hay không. Thì các bạn cũng có thể là comment phía dưới để đóng góp ý kiến, cũng như là chúng ta sẽ cùng thảo luận về chiếc điện thoại này. Và cũng như là đừng quên rằng like, subscribe và ấn chuông để nhận những thông báo mới nhất đến từ Relab. Cảm ơn các bạn đã xem video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.